cho chị em mình. Cho mình bỏ chị lại mini work. Tại mình đang bị ốm nên là mình không có video nhiều cho bạn. Xin lỗi nhé. Trời ơi. Đâu rồi. Ra ra. Đây. Quay lại đây. Rồi nhảy. Ôi, mệt quá. Bỏ gì vậy trời. Ok. Nào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách căn biệt thự vừa đẹp vừa dễ làm trong mini world nhé. Ok, nào bắt đầu thôi. Đầu tiên nó sẽ chạy vừa khung 10, dài 10 block đã. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Theo ngang sang đây 7 ô. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục kéo ngược lại 10 ô. Đặt lại. Ta có một cái khung dưới chỗ này. Tiếp theo ta sẽ để ra cách một ô như này. Như này đó. Tiếp theo bạn đặt cao lên 3 ô. Như thế này. Và mình có sắp xếp page hay lại. Ta-da. Rồi. Cái phần này bạn có thể xóa đi cũng được. Tiếp theo mình sẽ lấy cái ngoại đường đặt ra 2 ô như này. À đây. Một bên các bạn nhớ để một bên cửa nhé. Nhưng bạn sẽ không vào đâu. Cái này thì 2 ô bình thường này. Đến bạn này này. Đây. Chính là chỗ này. Bạn đặt lên những cái khối gỗ đặt cao lên. Phần còn lại thì bạn sẽ đặt cho mình lốc trần cho mình như này. Con này mình mệt quá bạn ạ. Xin lỗi nhé. Tiếp theo đếm từ khối này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kéo đây 5 ô. Kéo sang đây 7 ô. Kéo sang đây lại. Phiêu hết ô này, này lại. Đặt lên một lớp. Để là phần khung viền cho cái tầng này. Đây sẽ là một tầng có ban công. Nên là mình sẽ bó hết đoạn này lại. Đây. Đây là một số những căn biệt thự gọi là siêu dễ luôn ý. Nó không có chút nào được gọi là khó khăn cả. Toàn là những phong và là những cách làm rất là đơn giản. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến ván gỗ trắng ngà voi. Rất là đẹp để có thể lát có thể làm sàn cho những căn biệt thự khang trang lộng lẫy. Căn này tuy không khang trang lộng lẫy nhưng nó lại rất là những biệt thự vì nó bằng dáng vẻ hiện đại mà. Kéo ra đây. Bên dưới cũng như vậy. Mình cũng sẽ kéo ra đây. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đèn cầu kính trắng trong suốt này. Mình không thích, mình thích màu đen cơ. Còn bạn nào mà thích màu trắng và màu trong suốt cùng quyết định thì bạn có thể sử dụng màu đấy nhá. Mình thích màu đen hơn thì cảm thấy màu đen nó sẽ đẹp hơn nhiều. Kéo ra đây. Đây. Làm thêm một lần nữa. Ở đây. Được rồi. Nào, ta hãy cùng nhau lên tầng thôi. Lên trên đây. Mình sẽ sử dụng đến bằng gỗ hải đường để đặt kéo hẳn lên trên này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, ta sẽ có đặt ra 5 ô như này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến khối gỗ cherry nha. Mình khá là thích gỗ cherry là ken quả và gỗ cherry này thì nó khá là đẹp. Tiếp theo bạn cách ra đây một ô nhá, đấy cột trụ thứ hai này, cách ra đây một ô đầu đặt ra không phải đá được ô này nha. Ô này mình đào nhầm đấy. Cần
bạn hỏi, các bạn nào hỏi thì chỗ này làm gì thì tí nữa đây mình sẽ lắp một số ít những cây trên này để trông nó đẹp hơn chứ không để trông nó kiểu xấu các bạn ạ. Chúng ta sẽ thử việc không để lá ở nhưng mà xấu lắm. Được rồi, vậy là ta có đồng cái chỗ như này. Tiếp theo ta sẽ đặt lên, đặt lên cao cao tí như này, kéo xem như này và đặt bồ lên. Đồng thời trong này các bạn hãy để thêm một số block, mình sử dụng thêm một số block gỗ, số ván gỗ hỏi đường nữa nhé, để cho nhìn nó sẽ nhìn đẹp hơn, với cả đỡ bị lạc lõng hơn. Đợt này thì đơn giản thôi, đặt lên cho mình qua ô rồi đặt block lên đúng phần ba ô rồi. Chỗ này bạn cứ đặt hai block như này cho mình, ngược lại thì đặt kính vào thôi, rất đơn giản. Được rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng đến cái block này, đặt cao lên hai ô như này nha, và cái phần chỗ như này thì mình sẽ kéo ra một phần như thế này và tiếp tục ở đây, mình kéo thêm nữa, mình tiếp tục ta sẽ đi xuống đấy. Đấy, cái block này đặt ra làm những cái cột trụ, đặt cột trụ ra. Rồi, tiếp tục bạn đặt ra đây một ô, rồi đặt một loạt các khối gỗ cherry là cây ăn quả. Sẽ nằm lại như hàng rào vậy, nó sẽ chặn lại những phần bên ngoài. Tiếp tục thì mình sẽ lấy các cái block trắng này và đặt những cái khu vực này ra, đập ra một cái chỗ để mình có thể làm cái bể bơi nha các bạn. Đây này, bước ra đây, ta xuống, rồi tiếp tục tạo ra như này, này nữa, tao mới đặt ba hết xung quanh mình. Chỗ này thì bạn đã đặt thêm một vài block vào nữa để bạn có thể làm cầu thang đi lên đi xuống. Đó, như thế này này. Đây, đặt một trong vài ô đi. Mình sẽ hợp lý hơn này. Thêm tí nha các bạn. Ok, chúng ta lấy được block nước. Đổ bình nước ra. Đặt lên đây. Giờ mình sẽ đặt cây xung quanh nhà, vậy nhìn nó sẽ đẹp hơn, bởi vì là màu cam và màu xanh lá cây khi kết hợp lại với nhau thì nó sẽ rất là đẹp, thì nó không bị hơi u ám, hơi tối, nên bạn kết hợp thêm về lá cây nữa thì nó nhìn sẽ rất là đẹp và hài hòa. Trong kinh nghiệm mình rút ra sau không biết bao nhiêu lần mình xây biệt thự. Với loại đẹp nhất là sự kết hợp với kính đen, khối ván gỗ hải đường và lá cây ăn quả, cái bồn thế đẹp nhất. Và khi hoàn thành phần thì nó sẽ nhìn rất là hài hòa. Còn lại thì đơn giản thôi.
mình sẽ lắp thêm một số cái, mình sẽ lắp thêm đèn để có thể trông sáng hơn vào ban đêm. Bên ngoài này cũng như vậy, bạn lắp thêm ít, các bạn đừng quên cánh cửa nha. Nhà mà không có cửa thì vào lấy hết đồ, sẽ lấy một ít, sẽ lấy thêm cầu thang nữa để được đi lên đi xuống trông sẽ tiện hơn. Rất là lạ, trong này sẽ đặt những cái đèn treo để trông thật là đẹp. Được rồi, phần này mình sẽ lấy cái cầu thang lên tầng, đặt lên như này. Rồi, này cũng như vậy, mình sẽ đặt thêm một ít đèn để nhìn sáng hơn chứ không nó tối tối thui à, đẹp lắm. Nhưng mà cũng như vậy và xong, căn biệt thự nó cũng đơn giản như này đây, không có gì khó hết cả. Các bạn thấy dễ đúng không? Dễ đúng không? Ừ, rất dễ luôn. Rồi, ok, video của mình đến đây là hết rồi. Chào và lại các bạn vào tuần sau nhé. Tuần này mình thấy bận lắm, mình sẽ không làm video thứ hai đâu. Ok, bye bye. Mình đi đây.